2 tiếng nữa sang năm mới rồi các bạn. Các bạn đã chuẩn bị. Ô, đi, các bạn đều đi chơi à? Sao lại ngồi nhà hết thế này? Nay các tưởng các bạn phải đi cao đao, phải dẫm đạp lên nhau, oánh nhau, bóp vú nhau các kiểu chứ. Sao lại ở nhà giờ này? Nó lạ vậy rồi. Những người mà có gia đình như mình rồi thì không có gia đình người ta vẫn đi. Có con rồi ấy, mới ngại va chạm ra ngoài, đông đúc khó chịu lắm. Anh mặc quần gì thế á? Quần này quần giữ nhiệt em ạ. Cảm ơn Huy nhá. Cảm ơn em. Vãi lồn vẫn mặc áo hôm qua. Bịt mẹ. Tàn phòng trào. Hôm qua người ta mặc áo khác, hôm nay mặc áo khác. Ua lại coi bạn. Đây, mặc quần giữ nhiệt này đẹp lắm. Nhìn xem, nó giống như ở quần legging ấy. Ơi. Ơi. Đi. Nó lại thời trang lãi lồn luôn. Cảm ơn Lộc nhá. Cảm ơn em. Chúc em năm mới sinh lý khỏe hơn nha. Cảm ơn em. Như quần tất. Ủa? Nó là quần giữ nhiệt thì tất nhiên nó phải như quần tất rồi. Uầy, thịt mà đây nó lại còn có chỗ. Uầy, bây giờ phát hiện ra cái quần này nó còn có chỗ để thòi chim nó đái nó cơ. Đáng yêu luôn. Sao Vladin của anh nhiều khói vậy, của em không nhiều khói bằng anh? Do cách hút cả. Đây anh giới thiệu cho em nhá. Anh giới thiệu cho em ba cái pot cơ bản anh đang có nhá. Thứ nhất là con Lemon. Ok chưa? Ôi địt mẹ nó bị rơi. Thứ hai là con Vladin. Đấy. Và thứ ba là con Baton. Tại sao anh lại có cả ba con? Em hiểu không? Tại ba con này cơ chế đốt nó khác nhau. Đấy. Anh giải thích qua thế. Mọi người chơi pot ấy và chơi vép ấy thì thấy nó có hai loại rui. Chưa? Một loại rui ấy là địt mẹ mày sát. Sát nick này này. Còn một loại rui ấy nó gọi là con cặc gì ấy, đéo biết. Nhưng mà rui kiểu này là rui dành cho vape. Nó lên vị tốt hơn. Nhưng mà nó ít nicotine. Còn cái loại mà rui sát để dành cho pot này, nó sẽ đốt được nhiều nicotine hơn. Được chưa? Dành cho những thằng kiểu hút thuốc mình mà dùng pot ấy. Thế tại sao lại phải dùng ba con như này? Cái cơ chế đầu đốt của nó khác nhau. Con Lemon này đốt lúc hai đầu. Cảm ơn bạn. Các bạn nào, ủa các bạn bia đen ấy. Em mới lấy vợ hôm qua Kara nào. Ơi! Trùng hợp này, các bạn biết không, hôm nay cũng là hôm kỷ niệm cưới 4 năm của vợ chồng mình đấy. Vợ chồng mình cưới vào đúng ngày 31 tháng 12 luôn. Đó, qua nha. Ừ, tôi tí phải bao nhiêu ni á? Không, tùy em thôi, em thích hút nặng thì em hút 50 ni, còn em hút nhẹ thôi 30 ni, em hút ít ni cũng được. Cảm ơn Thuận nha, cảm ơn em. Cơ chế đầu đốt khác nhau hiểu không? Cho nên là các bạn dùng rui, các bạn có thể dùng rui chung được ok, nhưng mà nó đéo ngon thế thôi. Thì bạn mình đang tả đến đâu rồi thôi, mình dí cặc tả nữa. Nhưng mà nói chung là nó khác. Còn cái việc mà các bạn hút thì bạn lên nhiều khói hay không ấy, thì địt mại mà nó lại do cách hút của bạn. Các bạn hút ấy thì hút cái kiểu mà ngậm vào hết xong rồi hút cho khói vào mồm, hiểu không? Còn có bạn ấy thì lại để hé hé môi để vừa có khí vào vừa có khói vào. Evan Whitney nè. À, game này thấy nhiều người chơi rồi. Trước anh định chơi em ạ, nhưng mà để anh phá đảo lát xong lại nhá. Con Phước nha. Đây mình hút con Vladin nữa các bạn xem nha. Nó lại nhiều khói luôn nữa. Đấy. Đây mình hút một hơi ngắn nhé. Mình hút hơi dài nhé. Cảm ơn lòi le nha. Con này một đầu đốt. Nó còn ít nhá. Đây. Ví dụ con cặc này hai đầu đốt này. Nó mới gọi là nhiều khói này. Nó lại nhiều vãi lồn. Và con này ấy, nó đốt cái kiểu gọi là kiểu cặc gì nhỉ? Nó đốt giống con Baton nha. Con Baton chỉ đốt một đầu thôi. Con đốt lên vị tốt này. Mình đang dùng dưa hấu. Địt mạng hút như dưa hấu luôn các bạn. Như ăn kẹo. À như ăn quả dưa hấu luôn ấy. Kiểu nó như vậy. Mình giải thích qua các bạn. Còn các bạn chơi thì các bạn nên tìm hiểu cái loại nào nó vừa mồm các bạn. Cái này thì hút ok, nhưng mà mình ghét cái này. Cái này nó to, nó dày và cầm đi nó rất là bất tiện. Mình thích cái nhỏ nhỏ như ở cái này này. Nhét túi nó dễ. Em hút sửa tinh của mình có tận 200 thôi. Wow. Cảm ơn Long nha, cảm ơn em. Để tí nữa anh tìm hiểu xem cái sửa tinh này là cái đéo gì. Anh, không phải, mình thích tìm hiểu mấy cái này lắm.
Nhưng mà mình chơi là mình phải tìm hiểu xem là nó như thế nào, cơ chế nó hoạt động ra làm sao, hiểu không? Để mình còn biết mình chơi cái gì, nó phải chơi nó phải nông nông một tí, hiểu không? Không sâu quá mà cũng đẹp mà không vơi quá. Chơi mấy cái đó nên bắt đầu tìm hiểu từ đâu á? YouTube em. Thiếu đéo gì. Một là thế, hai là xách giái ra mấy cái hàng bán vép và bán xui ý, ngồi nói chuyện. Nhưng mà hàng nào vắng nhá, hàng đông đuổi khéo đấy. Xấu hổ lắm. Mà Lộc. Hôm trước mình vừa được bạn bạn bán xui ở bán xui pot. Cảm ơn em nhá, cảm ơn Lộc nhá, chúc em năm mới vui vẻ nhá. Ở đâu Chùa Láng. Chào Quốc Cường nhá. Mùng 1 tháng 1 năm 2019 mà ra mắt thẻ Icon này. Vì phải nhắn tin ngay. Để mình nhắn tin Galena hỏi thử. Em phải không? Phải thì tí nữa học ngồi mở thẻ. Hi hi hi. Uầy, đi phải một cái này làm chữ O hợp lý vãi lồn này. Phải tắt điều hòa đi. Đây, mình làm chữ O các bạn xem nhá. Nó dễ mà, nó không khó đâu. Mình hướng dẫn cho các bạn này. Muốn làm chữ O ấy, thì tất nhiên là mồm các bạn phải tròn rồi. Nhưng mà mồm tròn thì ok rồi, nhưng mà làm sao để có cái lỗ ở giữa? Thế nó mới là địp mại mà khó vãi luôn rồi. Đầu tiên các bạn phải để hình chữ O này. O. Ho các bạn để cái lưỡi giữa này. Đấy, như này này, thấy không? Xong rồi dưới họng các bạn chỉ cần à, là nó sẽ ra. Đây mình làm cho các bạn này. Thì tại sao hôm nay khói nó bị làm sao nó bay lung tung hết cả lên nhỉ? Từ từ đợi tí. Đấy, thấy không? Các bạn thấy không? Thấy đúng không? Đi có đúng không? Cảm ơn Red nha. Quê đéo ấy, đít mẹ. Ủa? Mà tua lại stream cái xem. Rõ ràng mình thấy có chữ O bay ra mà. Không, toàn lừa tôi. Hôm nay khói nó bị làm sao nó bay lung tung hết cả lên nhỉ? Từ từ đợi đi. Ui, địt mẹ mà tròn vãi lồn mà đéo ai công nhận luôn này. Địt đây tua lại cho các ông xem. Địt mẹ công toàn lừa tôi rồi, tôi làm hay vãi lồn nha. Đây. Xem lại nhá, địt mẹ nhìn nó kỹ này. Đây không phải chữ O à? Ui địt bạn tròn vãi lồn luôn. Cảm ơn C nha. Các bạn thấy không? Thấy đúng không? Ui địt bạn con này nhiều khói vãi lồn. Nhà con này mùi dưa hấu mình không thích. Cố hút hết rồi. Ok, mà chơi gì ta? Làm khói ra lỗ mũi rồi. Làm khói ra lỗ mũi đi trời. Đây. Đi
Địt mẹ nó lại dễ vãi lồn. Có gì khó hơn không? Chúc anh Độ gia đình năm mới vui vẻ, mong ước điều nhất là năm mới đó. Năm mới á, năm mới anh chỉ mong là mọi thứ nó bình bình thôi, nó không có gì gọi là thăng trần tâm lý quá. Thằng Tùng thì nó bớt ốm hơn, thằng Tùng nhà mình hay ốm vặt lắm, gần vậy thôi. Còn lại thì tất cả